Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói về bản chất của thuế giá trị gia tăng cho các bạn biết, để các bạn biết cách mà nói chuyện với ông chủ, nói chuyện với giám đốc, nói chuyện với sếp, để cho sếp không có đi lấy hóa đơn đầu vào nữa. Thuế giá trị gia tăng á, nó là một thuế gián thu các bạn. Thuế gián thu tức là người nào, người tiêu dùng cuối cùng mới chịu. Còn các bạn là mở ra công ty, các bạn mua vào là các bạn nộp trước thôi. Sau đó các bạn bán lại thì người tiêu dùng sẽ trả lại cái tiền thuế này cho công ty. Được không? Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu, là người tiêu dùng cuối cùng chịu. Công ty của các bạn mua vào là các bạn tạm nộp thôi, nói với ông sếp vậy á, mua vô là tạm nộp thôi. Sau đó các bạn bán ra, các bạn thu lại cái tiền thuế này của người tiêu dùng. Người tiêu dùng trả lại cái tiền thuế đó. Và công ty chỉ nộp tiền thuế cho nhà nước cái phần chênh lệch thôi. Là cái chênh lệch đó là người tiêu dùng chịu chứ không phải công ty chịu. Được chưa? Nên nó gọi là thuế gián thu. Tôi ví dụ cho các bạn xem. Ví dụ như các bạn mua vào là 1 triệu, chưa về là 100 ngàn. Có phải là các bạn đã trả trước 1 triệu mốt không? Thì cái 100 ngàn này nè, nó gọi là VT đầu vào, là các bạn sẽ được lấy lại tiền của khách hàng khi khách hàng mua. Được chưa bạn? Ví dụ như sau đó các bạn bán ra 1 triệu rưỡi nè, là chưa V và VT là 150 ngàn. Có phải là khách hàng trả lại nè, nè, khách hàng trả lại cho các bạn 100 ngàn trong đây nè. Các bạn chỉ nộp cho nhà nước là bao nhiêu? 150 ngàn trừ cho 100, nộp cho nhà nước 50 ngàn thôi. Mà cái tiền 50 ngàn đó là của ai? Là của người tiêu dùng cuối cùng. Được chứ bạn? Thuế trị tăng là thuế gián thu đánh cho người tiêu dùng cuối cùng. Ai mà cuối cùng thì người đó sẽ gánh chịu VT. Vậy các bạn đâu phải là người tiêu dùng cuối cùng. Các bạn mở công ty là các bạn mua vào bán ra mà. Được không? Nên các bạn mua vào thì các bạn cái VT đầu vào đây gọi là trả trước. Trả trước, được chưa? Sau đó các bạn bán cho người tiêu dùng, các bạn thu tới 150. Như vậy chỉ nộp cho nhà nước là cái phần chênh lệch thôi. Chênh lệch đầu ra trừ cho đầu vào. Lấy 150 trừ cho 100, nộp cho nhà nước 50 ngàn. Cái 50 ngàn đó là người tiêu dùng đưa cho công ty nộp cho nhà nước. Được không? Thuế giá trị gia tăng là thuế đánh trên cái phần tăng thêm cho mỗi khâu lưu thông. Nè các bạn thấy không? Các bạn bán ra là gọi là lưu thông một cái bước nè, tăng thêm là bao nhiêu? Chỉ 500 ngàn thôi. Được chưa? 500 ngàn nhân 10% ra 50 ngàn. Ai gánh chịu? Người tiêu dùng gánh chịu chứ công ty không gánh chịu. Rồi rõ chưa? Nên đừng có đi mua hóa đơn đầu vào làm gì nha. Mua hóa đơn đầu vào là bây giờ nó rối như cái chợ đó. Doanh nghiệp ma tùm lum tà la hết. Mua hóa đơn đầu vào đó là một hóa đơn bất hợp pháp. Sau này mà thuế thông báo là công ty đó là một cái doanh nghiệp rủi ro cao về thuế, rồi yêu cầu điều chỉnh tờ khai thuế giá trị gia tăng, rồi bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp, làm lại sổ sách, giải trình có mà chết. Rồi giải thích với thuế đi nha, giải thích với ông chủ đi nha. Rồi các bạn thấy video này hay, hữu ích, cho tôi được like, comment, share về tường Facebook cá nhân cho nhiều bạn cùng xem. Tôi có một cái bộ sách này rất là hay nè đó. Sách kiểm tra từng tài khoản mà cơ quan thuế sẽ thực hiện. Được chưa các bạn? Để các bạn biết ông thuế, ông xuống công ty chúng ta, ông kiểm tra như thế nào. Các bạn mua thì inbox cho tôi cái Zalo này. Hoặc là vào trang sách này để xem cái nội dung. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ follow kênh Tự Học Kế Toán để nhận video mới nhất từ tôi. Rồi, chào tạm biệt các bạn.